Tại sao mình lại vào đây ngồi? Sao mình không vào mấy cái quán cà phê của chuỗi cà phê mình nhỉ? Mình đang đi khảo sát thị trường đó em. Khảo sát thị trường? Đúng rồi. Em không tin anh hả? Anh thử nhìn lại anh đi xem có chỗ nào đáng tin không? Em nói là anh biết buồn đó nha. Buồn thì kệ anh. Trời, kể từ ngày mà em từ Hà Giang vô đây là anh thấy em lanh hơn nhiều đó nha. Tất nhiên rồi, em mà không lanh hơn thì có mà anh lừa em cả đời à? Thông minh đó, lanh lẹ. Thôi bây giờ anh nói chuyện nghiêm túc nè. Thì anh muốn dẫn em lại đây cho mình có một cái không gian gọi là thoải mái để mình nói chuyện. Chứ không lẽ bây giờ dắt vô cái chuỗi cửa hàng của công ty của mình toàn người quen không à, gặp mình khó nói chuyện sao đúng không? Thì cũng được, nhưng mà mình nói chuyện không có chuyện gì quan trọng đâu. Mà sao em cảm giác giống như kiểu nó có lén lút sao đấy? Anh thấy là em bắt đầu trưởng thành hơn rồi đó, thông minh hơn nữa. Anh muốn ăn đòn đúng không? Ê, thôi anh giỡn mà. Anh muốn hỏi em nè, khi nào em trở lại công ty làm việc? Thì em cũng đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa? Bây giờ không lẽ giờ đi coi bói suy nghĩ rồi coi ngày tốt rồi vô làm, đúng không? Làm là mình phải đi làm liền. Cái vấn đề là em đang làm xong rồi em nghỉ ngang, xong bây giờ tự nhiên quay lại lại làm nữa thì nó có kỳ cục sao? Là vấn đề đó hả? Đơn giản mà. Mẹ anh là chủ tịch, chỉ cần anh nói một tiếng thôi là được chứ à? Vâng, cái đấy là cái mà em đang lo đấy. Anh xin lỗi. Nhưng mà nếu mà em không làm ở công ty của mẹ thì em làm ở đâu? Em nghĩ là em sẽ xin việc vào một công ty nào đấy. Một công ty nào đấy? Vâng. Trời ơi, bây giờ là thời buổi kinh tế khó khăn, suy thoái kinh tế nữa. Với lại ngành của mình cạnh tranh rất là khốc liệt, đâu phải muốn xin việc là xin việc đâu em. Em biết rồi, nhưng mà... Ôi, anh hiểu rồi, anh hiểu hết á. Em yên tâm đi, cứ quay lại công ty của mẹ mà làm. Mẹ sẽ không vì em là con dâu tương lai của mẹ mà thiên vị em đâu nha. Anh là muốn ăn đòn thật đúng không? Không, anh nói thiệt. Đôi khi đó nha, em là người nhà mà em vô làm mẹ còn làm khó làm dễ hơn đó. Khó hả? Đúng rồi. Khó chỗ nào? Anh đi lên công ty hết ngủ rồi lại ăn, hết ăn rồi lại ngủ, đã khó giữ chưa? Em nói làm như lúc giờ anh không làm được chuyện gì hết trơn vậy. Thôi, nói chuyện với anh chán lắm, chả nói nữa đâu. Thôi, bây giờ em có hai vấn đề đúng không? Một là em sợ công ty sẽ không nhận em. Hai là em sợ khi mà em quay lại làm thì mọi người trong công ty sẽ nói là mẹ thiên vị em, đúng chưa? Anh thấy rất là đơn giản luôn. Đơn giản chỗ nào? Đơn giản bây giờ là em chỉ cần gặp, hỏi mẹ anh trực tiếp là xong. Cái gì? Làm sao mà em có thể em đến công ty trực tiếp để hỏi chủ tịch được? Em yên tâm, em không cần phải lên công ty, anh có cách để cho em gặp mẹ anh. Con chào ba. Đang làm đồ ăn hả? Trời ơi, sao con về con báo trước để ba chuẩn bị sẵn luôn. Thôi, ngồi chơi đi. Dạ. Ngồi ngon dữ ta. Dạ, em chào anh ạ. Em chào giám đốc. Dạ, con chào giám đốc ạ. Hôm nay nó dẫn dâu giới thiệu với mình đó kìa. Con cứ coi như gia đình đi, xưng hô cho nó gần gũi đi, cái gì đâu mà xa lạ quá. Dạ. Ví dụ như là con chào chú, hả? Còn không bắt chước nó đi, nói là con chào ba. Dạ. Rồi, bây giờ bắt đầu theo nhịp nha. Hai, ba. Con chào chú ạ. Trời ơi trời, ba đừng chọc Trang nữa. Chưa có gì là binh vợ rồi ha. Mốt cái là cho tôi với bả ra ngoài đường ở làm sao vậy hả? Ôi, không dám đâu. Thì cũng tại ông chứ ai. Dạ, chào mẹ. Ủa sao tại tôi? Tôi nói vậy không đúng hay sao? Cũng chính miệng ông nói là quan trọng nhất vẫn là người con gái mình yêu, đúng không? Dạ, con chào chủ tịch ạ. Chào con. Sao? Tôi nói vậy đúng hay không? Thì...
Tôi nói vậy không đúng hay sao? Chính miệng ông nói nha, bây giờ còn thắc mắc cái gì nữa? Không phải là con bên ba, nhưng mà hôm đó là ba nói là gia đình quan trọng hơn. Đâu, thấy chưa? Bữa đó tôi có nói gia đình quan trọng mà. Nhưng mà con nhớ rõ là hôm đó là ba nhấn mạnh là người con gái mình yêu là quan trọng hơn. Trời ơi, ba đứng ba mới rồi. Đừng có nhún nhảy nữa. Trời đất ơi, đàn ông nói cái gì á mình nhận. Sao điên trối là sao? Mọi người đang nói gì đấy ạ? À, không có gì. Thôi, ngồi vô đi. Vô ăn cơm luôn. À nè con. Dạ. Chỗ ở của con đã ổn định chưa? Mẹ yên tâm đi, con lo hết rồi. Con giỏi quá ha. Nè, chỗ ở ổn rồi, nhưng mà con phải coi chừng cái không khí nha. Hồi này là mưa gió thất thường lắm đó, coi chừng bệnh nha không con. Mẹ khéo lo, con ở đây mà cha làm sao bệnh được. Nhưng mà cũng nên tập thích nghi với là cuộc sống mới đi con ha. Đi đây đi đó, ăn uống nhiều vô để cho nó khuây khỏa đồ óc nữa nha. Con lên kế hoạch từ A tới Á hết rồi. Một tuần nữa thôi ba mẹ gặp lại Trang là Trang bự như con heo luôn. Trời đất ơi, con nói gì vậy, sao nói bạn là heo? Không, con ví vụ ví von vui vẻ được đó. Không có vui. Ví von mà không vui vẻ, hơi vụng về. Kỳ cục vậy. Trang nè. Dạ. Bây giờ cái chỗ ở thì ổn định rồi, bây giờ chừng nào thì con quay lại công ty làm? Dạ. Quay lại công ty? Có nghĩa là con được tuyển lại à? Được chứ sao lại không? Sao vậy? Nhưng mà tại sao ạ? Thì cái chuyện bình thường thôi mà. Bây giờ nè, con là người có năng lực đúng không, lại có kinh nghiệm nữa. Bây giờ á, tuyển con vô là không phải đào tạo ngay từ đầu. Giờ không tuyển con thì lúc nào nữa? Mà nếu như không tuyển con á, thì để những cái công ty đối thủ người ta tuyển mất thì sao? Đúng không? Dạ vâng ạ. Mà con yên tâm đi, cô không vì thằng Hoàng á mà ưu đãi con đâu. Tất cả con phải làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu hết tất cả, hiểu chưa? Còn cái chuyện mà thăng chức mà lúc mà con nghỉ đó, thì bây giờ mình phải phấn đấu lại từ đầu thôi. Nếu như công việc tốt á thì cô sẽ xem xét lại nghe. Dạ vâng ạ. Nhưng mà yên tâm, cô là công tư phân minh lắm, không có ưu ái ai đâu nghe. Công tư phân minh hay là chèn ép người nhà trọ lại mềm gì ạ? Thì cái thằng con này giống y chang như ông vậy đó. Tự nhiên tôi bị lạc đảng vậy bà. Cái gì cứ lèm bèm là nói xấu tôi vậy đó hả? Tôi nói vậy không đúng hay sao? Thì dạ đúng đó, dạ đúng. Nè, đừng có lo lắng gì hết á. Nói chung bây giờ á, con sợ mất uy tín của cô đúng không? Thì tốt nhất á là con cứ cố gắng làm việc thật tốt thì ai cũng phải công nhận thôi mà. Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Đầu tuần sau con sẽ đi làm, để không làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ tịch đâu ạ. Được, nghĩ như vậy là tốt. Phải như những người đàn ông trong cái gia đình này nè, mà suy nghĩ được như con á thì cô đỡ vất vả biết chừng nào. Dạ. Gì thở dài? Tôi nói vậy không đúng hay sao? Thì lâu lâu cho thở dài thêm chút xíu, có gì đâu cũng bị la nữa, mệt quá rồi. Vậy nữa hai ba con mình thở ngắn ngắn chứ. Thôi chắc ba phải nín thở luôn quá. Bắt đầu tào lao rồi đó nha. Giờ có cho tôi ăn không? Khoan ba mẹ. Vụ gì? Con có một cái chuyện rất là nghiêm túc con muốn nói. Thôi con đừng ý kiến cái cò gì hết á. Mẹ áp lực lắm rồi nha. Con cứ như vậy đi là mẹ yên tâm. Không, chuyện này là con phải nói, nó rất là nghiêm trọng luôn. Cái gì mà nghiêm trọng? Ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của con á. Rồi bây giờ con nói đi. Dạ, con xin phép ba với con xin phép mẹ là cho con đi tu. Tu nghiệp một thời gian để con lấy kinh nghiệm, con về đây con hỗ trợ mẹ quản lý công ty của mình. Là ba hết hồn à. Tự nhiên con nó không muốn đi tu, ba mừng quá trời, định xin theo. Cái gì vậy? Mày ngờ nó tu nghiệp. Là sao ông muốn đi tu theo nó đó hả? Dạ, lâu lâu cũng giỡn cho vui mà. Vui cái gì mà vui? Ý ông nói là ở với tôi chán quá rồi, cho nên là ông muốn đi tu đúng không? Đồ có chán đâu, trời, chăm sóc bà là niềm vui của tôi mà. Đó nè. Cảm ơn à. Ăn cá đi nè, đó. Nè con nói thiệt đó hả? Con nói thiệt. Thôi được rồi, ăn đi, cái đó mình tính sau nghe. Dạ. Nè, ăn cá đi mình. Nè, mình ăn cá đi, tôi ăn tàu hủ. Dạ alo em nghe nè. Khi nào kịch bản có xong vậy em? Sắp tới hạn deadline của anh rồi. Dạ
Em đang gắn hoàn thành nè, nhưng mà 2 ngày nữa mới tối mà anh. Thì đúng là còn 2 ngày nữa, nhưng mà em cũng phải xong nhanh nhanh để anh còn xem rồi sửa nữa chứ. Dạ, vậy thì em sẽ cố gắng ngày mai giao tranh nha. Ừ, thì em nói vậy thì anh chịu chứ biết sao giờ. Hối nữa cũng có làm được gì đâu. Vậy ta nói thời đại lạ lùng, mình bỏ tiền thuê dịch vụ mà cứ như mình đi xin vậy. Thôi tranh thủ làm lẹ lẹ tôi đi. Dạ em biết rồi. Cha nội này, cần gấp vậy xong nói ngay từ đầu đi. Bây giờ sát giờ mới dí, ai đâu làm cho kịp. Xin lỗi cho tôi hỏi. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Anh không biết tôi bận hả? Muốn hỏi tìm người khác mà hỏi, không có rảnh. Lời nói hằng học có biểu hiện của việc mất kiểm soát cảm xúc, hành động mạnh có tính gây hấn cao, dấu hiệu ban đầu của stress. Đôi mắt thâm quầng có lẽ là nguyên nhân chính là do stress mất ngủ. Độ tuổi vẫn còn trẻ, ăn mặc sang trọng có thể tiềm tàng nguyên nhân về công việc, học tập, kinh tế và hình ảnh bản thân. Nè, đứng đó làm gì? Ê, chưa thấy người đẹp bao giờ đúng không? Chủ thể có ý thức bảo vệ bản thân cao và có thể chú ý đặc biệt đối với vẻ bề ngoài của mình. Chắc 80% là do có ảnh hưởng hình ảnh của bản thân. Anh bị điên hả? Anh không nghe tôi nói hả? Đứng đó làm gì? Cô có muốn đi tham vấn tâm lý không? Gì trời, tham vấn tâm lý là gì? Cô đang bị stress và nguyên nhân sâu xa có thể đến từ hình ảnh bản thân của cô. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Nếu muốn biết chính xác, chúng ta phải làm đánh giá chuyên môn mới được. Nè anh trai, ai làm việc nhiều cũng stress hết đó. Thần kinh, nó khùng nó điên gì vậy trời. Tục lao nha. Nè cô, dạ con nghe nè mẹ. Nè, mẹ nghe nói là con đã xuống sân bay rồi, mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa về nhà là sao? Con có chút việc cần giải quyết mẹ. Cái gì mà chút việc hoài vậy hả? Thiệt á, ở nhà này có hai đứa con trai mà không lúc nào mẹ được gặp hết là sao? Mẹ đang nói quá là đúng không? Nói gì vậy? Nói vậy mà nghe được á. Thôi, mẹ không muốn nghe những cái lý thuyết về tâm lý của con nữa nha. Lo mà thu xếp công việc cho xong đi rồi về nhà. Dạ rồi, con biết rồi. Xin chào mẹ. Cái ngày gì vậy trời? Hết bị chổi rồi gặp cái thứ khùng điên gì đâu không à. Alo, tao nghe nè, sao vậy? Có gì đâu, thì tao có chuyện gọi mày nè. Sao, có gì nó đại đi, có bóp mà mở gì vậy bạn? Thì cuối tuần này có buổi họp lớp, nên gọi nhắc mày nè. Tao quên mất. Mà mấy bữa nay tao bận bịu quá, chắc là thôi nha, tao không đi đâu. Trời, cái đứa giỏi như mày á thì công việc thiếu gì. Mày giải quyết rồi đi chơi. Tao kể mày nghe này nè. Hôm trước tao rủ con Ly, cái nó cũng nói công việc nhiều. Xong hồi lâu mới biết là nó bị bể nợ, nó không dám đi học lớp. Gì? Ai nói tao nợ? Gì vậy bà? Tao nói là con Ly chứ ai nói mày đâu. Chắc là do sống yếu á nên tao nghe lộn hả? Vậy mày nhớ đi nha. Để tao coi sắp xếp sao nha. Ê, mà tụi nó dắt người yêu theo đó, mày nhớ dắt người yêu đi nha. Gì? Sao vậy? Đừng nói là mày chưa có người yêu nha. Mày nghĩ sao vậy? Một người xuất sắc như tao á, làm sao không có người yêu được? Mày nói nghe nè, người yêu của tao hơi bị đỉnh á. Vậy hả? Vậy dắt ảnh theo đi. Nhưng mà người yêu tao bận biểu lắm, chắc là ảnh không có thời gian đi đâu mày ơi. Trời ơi, sắp xếp có một buổi à. Thôi mày coi sắp xếp đi nha, tao bận rồi. Tao biết rồi, bye bye. Con chào mẹ. Ngồi xuống đi con. Sao hôm qua về trễ vậy hả? Con có chút việc cần giải quyết, cũng không có gì đâu mà. Xử lý
việc riêng hả? Linh. Dạ. Không đi ăn hả? Sao làm hoài vậy? Tại vì sắp tới hạn xếp giao rồi nên em gắn làm cho xong rồi. Trời ơi, rich kid nha em mà làm quá vậy. Làm riết ai không biết, tưởng thế chắc là em đang thiếu nợ mấy trăm triệu cho nên mới cài ngày cài đêm vậy á. Ủa, mà sao mọi người gọi em là rich kid vậy? Dạ, thì lương của em cũng lắm bằng tụi anh thôi. Mà hai tuần em mua một món đồ hiệu, không rich kid, em mượn tiền người ta mua gì. Trời đất ơi, sao gọi quả mất máy vậy? Làm ăn kiểu gì trời? Hẹn cho đã có cái đâu. Làm ăn gì đòi lấy tiền của người ta. Nhưng mà tụi nó ở trong hết rồi. Đi vô một mình thì nhục lắm.